bốn nhóm tính cách bao gồm đó, đầu tiên đó là D và nhóm Roman. Nhóm này có xu thế là gì ạ? Người ta rất là mạnh mẽ, ăn nói thì chúng ta nhận diện bằng cách là gì? Họ nói họ chặt chẽ vào thẳng vấn đề, và nếu khi chúng ta gặp khách hàng vào đối tượng này thì chúng ta xử lý như thế, ta không vòng vo, xác định nhu cầu và vào thẳng vấn đề luôn. Nhóm người này họ mong muốn là xử lý ngay và nhanh vấn đề họ mong muốn. Ở nhóm Y có xu thế là người ta lan man, nói nhiều, phải không ạ? Khi chúng ta gặp khách hàng chúng ta mà có nói rất là nhiều về mình, về bản thân mình, và nói vấn đề này sang đến vấn đề kia. À, anh chỉ nhìn lên bảng dung hơn nhóm D phải không ạ? Và sau đó có một nhóm nữa đó là nhóm Y. Thứ ba chúng ta có nhóm C, và tiếp tục có một nhóm nữa là nhóm S cả anh chị. Đây là bốn nhóm tính cách chính, ngay bản thân của chúng ta cũng như vậy. À, chúng ta không nhất định một nhóm nào đó, tuy nhiên thì chúng ta có xu thế nằm về một cái nhóm nào đó xu thế nhiều hơn. Tiên tôi như tôi vừa chia sẻ với anh chị, đó là nhóm D. Nhóm này là cái nhóm Domen, là nhóm tiên phong. Nhóm này nằm trong cả cái nhóm như các tướng quân đội, phải không ạ? Những người lãnh đạo doanh nghiệp, những người tiên phong đi đầu. Tuy nhiên nhóm này rất là máu chiến, và người ta thiếu cái tính chi tiết. Nhóm thứ hai là nhóm Y, cái nhóm rất là sáng tạo các anh chị. Tuy nhiên thì họ bay bổng và có xu thế là gì? Họ nói rất là nhiều, và nói vấn đề này có thể liên miên lan man sang một vấn đề khác. Những phần cơ bản mà chúng ta nhận diện tính cách khách hàng của chúng ta cũng như đội nhóm của chúng ta. Và nhóm này thông thường khi bán hàng thì việc của chúng ta là chúng ta cho họ nói. Sau khi nói một vài vấn đề thì chúng ta thông thường ta phải xin phép họ, cắt lời họ, và chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi cho họ và để đưa họ vào, điều hướng họ vào cái vấn đề của chúng ta trong cái cuộc hội thoại đó, hay là một cái cuộc đàm phán đó. Và tiếp tục, thứ ba đó là một cái nhóm C. Nhóm này thì rất là bảo thủ các anh chị, nhóm này đặc biệt bảo thủ, nhưng họ rất là thông minh và chi tiết. Nhóm này thường nằm trong nhóm những người làm kế toán về con số. Họ là gì? Khi chúng ta đem ra một sản phẩm dịch vụ nào đó chào bán cho họ thì họ thường hỏi nhiều về tính năng lợi ích, giá cả, chi tiết. Vì vậy nhóm này chúng ta cần phải có cái bảng tính năng lợi ích chi tiết để chúng ta thuyết phục họ, mà chúng ta cần phải chinh phục nhóm C. Vì nhóm C thì họ rất là bảo thủ về con số, họ rất yêu thích về con số. Nhóm này thường hoạt động vào cái nhóm kế toán và nhóm kiến trúc, y bác sĩ chẳng hạn, nghiên cứu khoa học là một cái nhóm có lợi thế cho họ. Và nhóm tiếp theo là nhóm S. Thông thường nhóm S này khi chúng ta gặp họ trong một cuộc hội thoại hay đàm phán, khi chúng ta đặt câu hỏi, thông thường họ thường thiên về nhóm tính cách kết nối yêu thương, nói hoặc chia sẻ về tình cảm, gia đình, cuộc sống, sáng tạo. Nhóm này, quay trở lại, nhóm này nếu trong doanh nghiệp của chúng ta tìm được bốn nhóm tính cách này thì thông thường chúng ta biết quản trị và sắp xếp họ vào những vị trí bán hàng. Tính cáo của bán hàng là gì? Giúp đỡ họ. Và nhóm người S này nếu chúng ta đào tạo họ vào sale thì nhóm tính cách này rất là tuyệt vời các anh chị. Tuy nhiên bốn nhóm tính cách này thì cần bổ trợ cho nhau trong doanh nghiệp cũng như trong đội nhóm của chúng ta. Bằng bốn cái nhóm tính cách này, chúng ta thông qua chúng ta thấu hiểu được khách hàng cũng như đội nhóm doanh nghiệp của chúng ta hơn. Ngay bản thân tôi thì học được điều này, tôi mới phát hiện bản thân tôi nằm ở nhóm gì và tôi thiếu nhóm tính cách nào, và tôi cần bổ sung ai vào đội nhóm của tôi. Và đây là một trong những cách tuyển dụng đội nhóm để sử dụng trong doanh nghiệp cũng rất là tuyệt vời. Bao nhiêu anh chị thấy nếu chúng ta đọc được vị khách hàng và cũng như thấu hiểu bản thân thì đó là một điều tuyệt vời, thì giơ tay lên nói thôi. Anh chị có thể gõ vào Google, hoặc anh chị có thể có một cuốn sách của người bạn tôi đã biên tập và viết ở Việt Nam, DISC của anh Ngô Minh Tuấn có tặng tôi một cuốn, và rất nhiều người viết về sách này. Anh chị có thể mua nó về đọc và nghiên cứu thêm, thấu hiểu hơn bản thân mình cũng như vợ con mình, đội nhóm mình cũng như khách hàng mình. Sau này chúng ta bán hàng cũng như chúng ta thấu hiểu họ thì chúng ta sẽ công việc chúng ta thuận lợi hơn rất là nhiều.